Vũ Công Paven Mitri Trenko ra tòa, tên từ mặt từ khoa. Vũ Công Paven Mitri Trenko đã bị công tài đưa ra tòa trong sáng ngày hôm nay. Ông Mitri Trenko và hai người khác đã dùng axit tấn công ông Sergei Filin là giám đốc ban vũ nhà hát Bolshoi. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể bị tuyên án đến 12 năm tù. Ông Mitri Trenko nói rằng ông ta không hài lòng với sự điều hành của ông Filin, nhưng chỉ muốn đánh ông Filin chứ không chủ mưu tấn công bằng axit. Ông Filin đã trở về mặt tư khoa trong tháng 9 sau khi trị đôi mắt và khuôn mặt ở Đức trong thời gian 8 tháng, trải qua 22 lần giải phẫu. Ông đã bị tạt axit vào ngày 17 tháng Giêng. Một mắt của ông Filin đã hoàn toàn bị mất thị giác, còn mắt thứ nhì cũng không còn thấy rõ. Ông Mitri Trenko ra tòa với tổng phạm Yuri Zarutsky là người đã tạt axit và tổng phạm Andrei Lapatov là người đã lái xe đưa thủ phạm tới hiện trường. Sinh ra trong một gia đình làm nghề vũ công, ông Mitri Trenko là một vũ công tại nhà hát Bolshoi nổi tiếng trên thế giới. Vụ tấn công đã làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nhà hát này. Chính phủ Nga đã cách chức tổng giám đốc của nhà hát là ông Anatoly Ivanov.